mạng xã hội Facebook thông báo đã bỏ nút like trên các trang fanpage nhằm tránh sự nhầm lẫn giữa lượt yêu thích và hoạt động theo dõi trang. Thiết kế mới của các fanpage sẽ chỉ hiển thị lượt người theo dõi trang và cho người dùng lựa chọn duy nhất là ấn theo dõi để xem các bài đăng của trang trong news feed. Trên các trang fanpage hiện đang tồn tại hai nút là like và theo dõi. Việc này vốn gây bất tiện cho người dùng, chẳng hạn như nhiều người ấn like nhưng lại không nhận được cập nhật nào của trang đó vì chưa nhấn nút theo dõi. Theo Facebook, việc tập trung vào người theo dõi sẽ đơn giản hóa cách mọi người kết nối với trang yêu thích của họ.